Thành công là báo hiếu cho mẹ ngay lập tức. Hòa Minzy, Hờ Henie bỏ tiền tỷ sửa lại nhà to cho ba mẹ nở mày nở mặt. Phải dùng là nhà Hen nhá, không phải là nhà của Hen đâu nha. Tại nhà này là nhà của ba mẹ Hen, phải là nhà của gia đình Hen nhá. Lan Ngọc xây biệt thự khang trang hai mặt tiền đón cả gia đình vào ở. Đây chính là ngôi nhà mới toanh của nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng Linh Dương Lan Ngọc. Khởi My trưởng thành nhờ gánh thử 5.000 của mẹ, cố gắng đi hát để kiếm tiền mua nhà cho mẹ. Song Hye Kyo, Son Jae Jin không chỉ tặng quà vật chất giá trị mà còn chăm sóc cả tinh thần đủ đầy. Vất vả dựng xây sự nghiệp, cố gắng kiếm tiền và tạo ra khối tài sản khủng, các ngôi sao cũng không quên đền đáp công ơn của cha mẹ nhiều năm vất vả nuôi dưỡng. Hòa Minzy luôn tâm niệm phải luôn nỗ lực làm việc vì cô là trụ cột kinh tế trong gia đình, vừa có bố mẹ già vừa có con nhỏ. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, đầu năm 2020 Hòa Minzy đã dành tặng bố mẹ một căn nhà 5 tầng 2 mặt tiền hoành tráng. Sang năm 2022, Hòa Minzy lại tiếp tục hé lộ căn nhà 2 tầng cô lo mọi chi phí từ A đến Z tại Bắc Ninh cho bố mẹ và em trai. Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi tậu xế hộp tiền tỷ tặng sinh nhật mẹ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, con thì thế nào cũng được, riêng bố mẹ lúc nào cũng phải sung sướng, vui vẻ cười phớ lớ hưởng thụ con mới an lòng. Cố gắng để có thể cho bố mẹ có một cuộc sống mà tốt nhất ấy. Nó là một cái trách nhiệm rất là lớn. Hờ Henie sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, thế nên sau khi đăng quang và có sự nghiệp kiếm ra được tiền, việc ưu tiên hàng đầu của nàng hậu đó là quay về lo cho bố mẹ có một mái nhà khang trang ở quê nhà. Được biết, Hờ Henie đã chi 2,5 tỷ đồng sửa nhà, mua mảnh đất rộng hơn nửa quả đồi tặng cho bố mẹ. Giữa năm 2020, cô còn mua xe hơi 7 chỗ tặng bố khi thấy ông thường phải di chuyển xa lo công việc. Người đẹp cũng mua vàng tặng mẹ vào những dịp Tết. Lan Ngọc thành công là lập tức nghĩ tới gia đình ngay. Cô từng khiến mọi người trầm trồ khi tiết lộ căn biệt thự hoành tráng xây cho ba mẹ. Được biết, ngôi nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí đắc địa, sở hữu tới hai mặt tiền rộng thoáng. Được biết, đây là căn villa gồm một trệt, hai lầu và một sân thượng, xen kẽ là những cây xanh mát mẻ. Nhà đẹp sau khi xây xong, người đẹp còn trang hoàng nó cực kỳ lộng lẫy với nội thất xịn sò, tạo không gian sống hoàn hảo cho gia đình. Khởi My bước chân vào ca hát có được thành công đều nhờ công của mẹ ruột. Từ hai bàn tay trắng, bà không ngần ngại làm đủ mọi nghề, còn góp nhặt từng 5.000 đồng với những gánh củi khô để có tiền lo cho nữ ca sĩ. Chính vì vậy, Khởi My càng có quyết tâm phải nổi tiếng, phải thành công. Và sau khi có những khoản thu nhập đầu tiên, người đẹp này đã tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí và sớm có nhà riêng cho hai mẹ con. Cho tới hiện tại, Khởi My đã có tài sản tích lũy lớn, cũng đã có thể lo cho mẹ một căn nhà khang trang ở gần ngay nơi mình sống. Cô cũng bớt làm việc để dành thời gian cùng mẹ đi du lịch. Song Hye Kyo trưởng thành nhờ sự vất vả làm lụng của mẹ sau khi ba mẹ ly hôn. Chính vì vậy, người đẹp này luôn nung nấu ý định vào showbiz để nhanh chóng có đủ tiền báo hiếu cho mẹ. May mắn nổi tiếng sớm, Song Hye Kyo khi tích góp đủ tiền đã tậu ngay cho mẹ một căn hộ sang trọng trị giá 6 triệu đô. Đây là căn hộ có giá đắt nhất vào thời điểm ấy, thể hiện tấm lòng nàng song dành cho đấng sinh thành. Cho tới hiện tại, Song Hye Kyo vẫn chăm sóc mẹ cực tốt. Khi được hỏi ba nguyện vọng lớn thì nàng song đã kể đầu tiên chính là mong mẹ luôn khỏe mạnh. Khi chưa lập gia đình, Son Jae Jin còn nhờ bố mẹ quản lý tài chính vì tin vào kinh nghiệm của họ. Sau khi đóng phim có thành tích, tự chủ được tài chính, bà xã Hyun Bin cũng mua ngay cho bố mẹ một căn biệt thự trị giá 10 triệu đô. Son Jae Jin không chỉ mua nhà và nhiều món quà xa xỉ cho bố mẹ mà cô còn thường xuyên đưa gia đình đi nghỉ dưỡng. Đây dường như là thói quen của Son Jae Jin từ thuở mới vào nghề của chị đẹp. Hình ảnh ba người một nhà nàng Son từng gây sốt mạng xã hội vì giá trị nhan sắc gia đình quá cao.